Ông Gary Fredkin, 62 tuổi, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật vì một khối u ung thư trong thận. Ông hay chơi thể thao và không thích nằm một chỗ. Nhờ công nghệ robot tân tiến, ông có thể trở về nhà trong cùng một ngày. Mùa hè sắp hết rồi, tôi phải tận dụng bất cứ cơ hội đi thuyền nào còn, cho nên tôi rất mừng khi nghe tin này. Ông Fredkin là bệnh nhân cho cuộc thử nghiệm lâm sàng sử dụng siêu âm tập trung cường độ cao, còn gọi là HIFU, để tiêu diệt một khối u. Bác sĩ Interview Kêu nói, quy trình này bắt đầu với một vết rạch dài khoảng 1 cm. Một thiết bị robot sau đó được đưa vào bên trong ổ bụng, tìm khối u và tiêu diệt nó. Và đó là phần hấp dẫn của ca phẫu thuật này ngày hôm nay. Với những gì chúng ta biết, lần đầu tiên một khối u thận được cắt bỏ bằng việc sử dụng siêu âm tập trung cường độ cao như là một liệu pháp duy nhất mà không cần tới bất kỳ sự chữa trị nào. Và việc cho phép chúng ta làm thế này giúp cắt giảm thời gian phẫu thuật, giảm lượng máu bị mất, giảm khả năng bị biến chứng, bảo vệ chức năng của thận trong khi vẫn tiêu diệt khối u và cho phép bệnh nhân về nhà trong cùng ngày. Thông thường, các bệnh nhân sẽ phải nằm viện 3 đến 4 ngày sau khi phẫu thuật ung thư thận, bởi vì các bác sĩ phẫu thuật sẽ phải cắt bỏ khối u. Chúng tôi sẽ ngừng nguồn cung cấp máu đến thận, chúng tôi sẽ cắt bỏ khối u, sau đó khâu và chỉnh sửa lại thận, phục hồi đường tiếp máu đến thận. Đó là một quy trình hợp lý và gây ra một lượng máu mất vừa phải và một thời gian nằm viện đủ để đảm bảo rằng mọi việc ổn trước khi cho bệnh nhân về nhà, và thậm chí có thể nói với họ hãy thư giãn nghỉ ngơi trong vòng một tháng. Ông Kiều nói khối u không bị cắt bỏ bằng siêu âm tập trung cường độ cao mà nó dần dần tự tiêu hủy qua thời gian. Đó là cái mà chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ càng để biết được trong bao lâu thì nó sẽ mất đi. Ông Kiều nói ông đã tìm được những bệnh nhân khác để thử nghiệm quy trình này. Họ phải có khối u lớn chừng 4 cm hoặc nhỏ hơn, tức là khoảng 10% của tất cả các khối u thận. Bác sĩ nói ông tin rằng trong tương lai, phẫu thuật bằng phương pháp HIFU này cũng có thể là một lựa chọn cho các bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan và ung thư tuyến tụy. Tôi nghĩ điều này thật lý thú. Bác sĩ Gill luôn tìm tòi cái mới. Tôi vui mừng vì tôi đã có được cuộc phẫu thuật này, thay vì phải trải qua một cuộc phẫu thuật thông thường. Ông Gary Fredkin dự định trở lại với công việc của một kỹ sư hậu trường trong ngành công nghiệp phim ảnh trong vài ngày nữa, và cũng trở lại với mặt nước để chơi thuyền buồm.